Này này, cậu làm gì mà cứ đi đi lại lại như con loăng quăng vậy? Thấy người ta đến mà không nhường chỗ. Tại sao tớ lại phải nhường ghế cho cậu? Thì người già, phụ nữ, trẻ em, người bệnh và người tàn tật đều được nhận sự ưu tiên đấy mà. Phụ nữ mang bầu thì mới được nhận quyền ưu tiên. Chứ giả bây giờ cậu bị tàn tật hay là người đau ở chỗ nào đấy, thế bây giờ cậu đã nhường ghế cho tớ được chưa? Vẫn chưa nhường được. Cái gì mà đây này.